những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga chung trong 24 giờ qua. Ukraine đề xuất gói trừng phạt nặng đô hơn với Nga. Phát hiện hai quan chức Nga chết bí ẩn trong cùng một ngày. Nga cáo buộc Ukraine dùng hành lang ngũ cốc để tấn công Crimea. Anh gửi hàng nghìn quả đạn cho xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, bao gồm cả đạn uranium nghèo. Ukraine đánh lớn ở miền Nam, ba trạm quan sát và hàng chục đơn vị pháo bình Nga bị xâm phẳng. Đánh quá nhanh, Ukraine đột kích bờ đông Pro, tuyên bố đạt kết quả ấn tượng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Bương Mi xin được mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ukraine đề xuất gói trừng phạt nặng đô hơn đối với Nga. Kính thưa quý vị, kế hoạch của KF cũng đề xuất áp dụng lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nga vào EU. Văn phòng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một kế hoạch mới nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Đề xuất bao gồm việc hạn chế tất cả các nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga đến Liên minh châu Âu, ngoại trừ những nguồn qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine. Kiev cũng đã khuyến nghị rằng nên đóng cửa đường ống Third dẫn khí đốt của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ. Kế hoạch được cho là dẫn đầu bởi nhóm chuyên gia quốc tế do chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak và cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul chỉ đạo. Chúng ta cần chấm dứt nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp của Nga cho Liên minh châu Âu, ngoại trừ các dòng chảy trực tiếp thông qua hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine, nơi có khả năng vận chuyển dồi dào. Chính quyền Tổng thống Ukraine đưa ra kêu gọi. Kế hoạch của Kiev cũng đề xuất áp dụng lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nga vào Liên minh châu Âu. Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã đưa ra 10 gói trừng phạt nhắm vào Nga liên quan tới cuộc xâm lược ở Ukraine các trừng phạt ban đầu nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga mà khác đã dẫn đến sự gián đoạn với chuỗi cung ứng toàn cầu khi thị trường năng lượng châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trước cuộc xâm lược ở Ukraine, Nga đã cung cấp gần 40% lượng khí đốt mà các nước EU tiêu thụ, chủ yếu thông qua mạng lưới đường ống. Dù khối này không cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống dẫn của Nga, nhưng dòng chảy khí đốt đã giảm đáng kể sau khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine được áp đặt. Vụ phá hoại đường ống Nord Stream, một trong những tuyến đường chính dẫn khí đốt của Nga đến châu Âu, cũng gây khó cho việc giao khí đốt. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga hiện chiếm khoảng 10% lượng tiêu thụ của toàn khối, theo Brussels. Phát hiện hai quan chức Nga chết bí ẩn trong cùng một ngày Hai đại biểu Trung Ma quốc gia Nga của đảng nước Nga thống nhất cầm quyền được thông báo đã qua đời cùng trong một ngày, Igor Atamanov, thống đốc vùng Lipet, đã thông báo về cái chết của ông Nikolai Poshot, 77 tuổi, người từng là phó Duma quốc gia từ năm 2003. Ông Poshot qua đời tại nhà riêng ở Lipidian ngày 23 tháng 4, không rõ nguyên nhân. Cùng ngày, Phó duma Ma Quốc gia Shahabek Ustinov qua đời ở tuổi 57 sau một căn bệnh nghiêm trọng và kéo dài. Vladimir Vasilyev, người đứng đầu phe nước Nga thống nhất cho biết, không có thông tin chi tiết về căn bệnh mà ông Ustinov mắc phải là gì. Một số người Nga nổi tiếng đã thiệt mạng trong những trường hợp không rõ nguyên nhân hoặc bất thường trong thời gian gần đây. Ông Bosov trước đó đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt từ Mỹ và các nước phương Tây khác liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bosov là một trong những nghị sĩ giàu có nhất của Nga, với tài sản rộng ước tính trị giá 550 triệu USD, theo hãng tin độc lập Medusa, có trụ sở tại Latvia, ông được Forbes đưa vào bảng xếp hạng 100 công nhân liên bang giàu nhất đất nước năm 2021. Ông bị kết án vắng mặt ở Ukraine 15 năm tù vào ngày 21 tháng 3, cùng với 19 thành viên khác của Duma quốc gia Nga vì đã bỏ phiếu công nhận chính quyền do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbass phía đông Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Alexander Mastrykin gọi phán quyết này là bất hợp pháp Ustinov, 56 tuổi, là thành viên của Ủy ban Hạ viện Nga về sinh thái, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ông Vasilyev nói, một ngày khó khăn, cái chết đã cướp đi một đồng chí khác trong hàng ngũ của chúng tôi. Zasabek Borisovich Ustinov, phó điều ban quốc gia, cựu bộ trưởng Bộ Tài nguyên và sinh thái của Cộng hòa Karachay đã qua đời sau một trận ốm nặng và kéo dài. Vasilyev gửi lời chia buồn tới người dân và bạn bè của ông Ustinov. Ông Vasilius nói, nhạy cảm, chu đáo, ý chí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đây là cách chúng tôi sẽ nhớ đến Zahabet Borisovich. Ông ấy đã chiến đấu trong một thời gian dài, nhưng thật không may, căn bệnh này lại trở nên nặng hơn. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy. Ông Zudanot được bầu vào Duma Quốc gia vào ngày 19 tháng 9 năm 2021. Ông chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và New Zealand sau khi chiến tranh bắt đầu. Ít nhất 20 người Nga đã chết trong những hoàn cảnh bí ẩn kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, bao gồm Ravi Marganot, chủ tịch của Likoy, Suri Voronot, người sáng lập và tổng giám đốc của công ty vận tải và hậu cần Astra Shipping, Vladislav Avazev, một cựu quan chức điện Kremlin và phó chủ tịch Gabrapan, thiếu tướng Vladimir Kadarov. Nga cáo buộc Ukraine dùng hành lang ngũ cốc để tấn công Crimea Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngũ cốc. Những người chiếm đóng nói rằng các máy bay và xuồng không người lái của Ukraine được cho là đã tấn công Sivatopol, căn cứ hạm đội biển đang Nga bằng cách sử dụng các hành lang ngũ cốc. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã báo cáo điều này trên kênh Telegram. Cơ quan Nga tuyên bố rằng vào ngày 23 tháng 3 và ngày 24 tháng 4, Ukraine bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ của hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol và cơ sở hạ tầng dân sự của Crimea, sử dụng các hành lang nhân đạo được sử dụng để xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Bộ này cũng tuyên bố rằng các xuồng không người lái của Ukraine được cho là đã phóng đi từ vùng nước của cảng Odessa được chỉ định để thực hiện sáng kiến Biển Đen. Theo lãnh đạo của quân đội chiếm đóng theo cách này, Ukraine bị cáo buộc gây nguy hiểm cho một phần mở rộng khác của thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 18 tháng 5 năm nay. Trước đó, vào đêm ngày 24 tháng 4, người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở Sivatopol, nơi đã bị quân Nga tạm thời chiếm giữ. Chính quyền chiếm đóng của thành phố đã thông báo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên mặt đất. Anh gửi hàng nghìn quả đạn cho xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, bao gồm cả đạn uranium nghèo. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Sam Hepay, Vương quốc Anh đã gửi cho Ukraine hàng ngàn đạn dược dành cho xe tăng Challenger 2, bao gồm cả đạn xuyên giáp làm từ uranium nghèo. Hepay viết khi trả lời các câu hỏi bằng văn bản từ Kenny MacAskill, thành viên hạ viện từ đảng APA của Scotland rằng, Chúng tôi đã gửi hàng nghìn viên đạn cho g 2 tới Ukraine, bao gồm cả đạn xuyên giáp uranium nghèo. Vì lý do bảo mật hoạt động, chúng tôi sẽ không bình luận về tỷ lệ sử dụng của Ukraine đối với các vòng được cung cấp. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết xe tăng Challenger 2 và đạn uranium nghèo do Anh chuyển giao cho Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng Anh không giám sát các địa điểm mà quân đội Ukraine chiến đấu. Ông Hippie cũng cho biết Vương quốc Anh không có nghĩa vụ phải giúp dọn sạch các viên đạn uranium nghèo được lực lượng vũ trang Ukraine bắn từ xe tăng Challenger 2. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cam kết giúp Ukraine thoát khỏi cuộc chiến này một cách an toàn, thịnh vượng và tự do. Và chúng tôi đang hỗ trợ một loạt các hoạt động để đáp ứng nhu cầu trước mắt của Ukraine, khôi phục cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu, đồng thời đặt nền móng cho quá trình phục hồi lâu dài hơn và hậu tái thiết chiến tranh. Ukraine đánh lớn ở miền Nam, ba trạm quan sát và hàng chục đơn vị pháo binh Nga bị sang phẳng. Ở phía Nam, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy ba trạm quan sát của Nga, một hệ thống ảnh nhiệt và giám sát tự động Murom, một trạm tác chiến điện tử vô tuyến và hàng chục đơn vị thiết bị của kẻ thù. Yurinform đưa tin Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam đã đăng thông tin này trên Facebook. Hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay và các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng thủ phía nam Ukraine, quân đội Nga đã mất 35 binh sĩ, hệ thống giám sát Murom, trạm tay chiến điện tử, súng cỡ nòng lớn, Hyacin, hệ thống chống tên lửa Thor M2, hệ thống tên lửa máy bay, 5 đơn vị xe bọc thép và một trạm quan sát. Trong ngày hôm trước, lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine đã loại bỏ 18 quân xâm lược Nga, phá hủy 21 đơn vị thiết bị quân sự, một điểm tiếp tế giải chiến và hai trạm quan sát của địch. Cụ thể, lực lượng du quan đã phá hủy hai hệ thống tên lửa phòng không Thor M2, hai xe tăng T-72, T-62, một khẩu pháo cỡ nòng lớn Yasin và một hệ thống pháo tự hành Nona S, 10 xe bọc thép và 5 xe bọc thép, UAV, Lancet và Mavic 3. Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam cảnh báo, trong bối cảnh chiến sự gia tăng, quân xâm lược Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào khu vực dân sự. Theo báo cáo của Ukraine, Nga đã tăng gấp đôi số lượng tàu sân bay mang tên lửa làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen. Đánh quá nhanh, Ukraine đột kết bờ đông Dnipro, tuyên bố đạt kết quả ấn tượng. Quân đội Ukraine ở bờ Tây thường xuyên đột kết sang bờ đông sông Dnipro, gần thành phố Kherson nhằm đẩy lùi lực lượng Nga, một quan chức địa phương cho hay. Quân đội của chúng ta thường xuyên đột kết bờ đông sông Dnipro, quân đội Ukraine đang tác chiến rất hiệu quả. Suri Sobolevsky, quan chức chính quyền Kherson, miền nam Ukraine ngày 25 tháng 4 phát biểu trên kênh truyền hình. Quan chức này nói thêm, chúng ta sẽ đạt được kết quả như từng làm ở bờ tây chiến dịch phức tạp và kéo dài. Quân đội đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ với tổn thức tối thiểu, điều đó cũng đang diễn ra ở bờ đông. Tuy nhiên, ông Sobolevsky không nêu thêm chi tiết về lý do chiến dịch quân sự đòi hỏi phải bảo mật thông tin. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân khu miền Nam Ukraine Natalia Humeniak tuyên bố, quân đội nước này đã đạt được những kết quả ấn tượng chống lại lực lượng Nga ở bờ đông Dnipro, tỉnh Kherson. Bà Humeniak cho biết, ba ngày trở lại đây, chúng tôi đã đạt được kết quả tác chiến khá ấn tượng. Chúng tôi đã tìm cách tấn công, phá hủy các tổ hợp pháo, xe tăng, xe bọc thép và hệ thống phòng không của đối phương ở đây. Nói cách khác, hoạt động dọn đường chiến tuyến ở bờ đông Dnipro rất mạnh mẽ. Bà ngầm ám chỉ rằng Ukraine sẽ có thêm bước tiến trong tương lai gần. Bà lưu ý, việc Nga sơ tán dân khỏi hai bờ Dnipro cũng tạo điều kiện cho hoạt động của Ukraine. Bình luận trên được đưa không lâu sau khi Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ dẫn thông tin từ các blogger quân sự Nga nói rằng quân đội Ukraine đã thiết lập các vị trí ở bờ đông sông Dnipro, khu vực Nga dựng phòng tuyến kể từ cuối năm ngoái sau khi rút quân khỏi thành phố Kherson. Kherson là một trong bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố sắp nhập hồi tháng 10 năm 2022. Kiev được cho là đang tích cực cho chiến dịch phản công có thể diễn ra vào đầu tháng năm tới. Các nguồn tin tình báo và giới phân tích tin rằng Kiev sẽ tập trung phản công ở miền Nam nhằm cắt đứt hành lang trên bộ từ Nga qua các vùng lãnh thổ của Ukraine đến bán đảo Crimea. New York Times dẫn tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ gần đây nói rằng Ukraine chuẩn bị 12 lữ đoàn với khoảng 4.000 binh sĩ lữ đoàn để phản công theo hướng Nam. Các nước phương Tây đang hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho 9 trong số 12 lữ đoàn của Ukraine. Tuy nhiên, theo tài liệu, giới chức Mỹ cho rằng chiến dịch phản công này khó đạt được bước tiến lớn, cũng như không thể xoay chuyển cục diện chiến trường. Giữa lúc có nhiều đơn đoán về cuộc phản công của Kiev, Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, vào ngày 24 tháng 4 cho biết Nga chỉ tiến công một số đô thị tại tỉnh Donetsk, trong khi chuyển sang thế vòng ngự ở dọc phần lượng chiến tuyến. Nga chưa bình luận về thông tin do quân đội chủ đoàn công bố. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phòng bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews.ptv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.